Ngày hôm nay, đội tuyển thi đấu xuất sắc nhất giải vô địch các hội góp miền Bắc chính là đội tuyển Nam hội góp Thái Nguyên. Nếu như ngày hôm qua đội tuyển Thái Nguyên chỉ có cho mình 4 điểm để đứng đầu hạng tư cùng hội góp Vĩnh Phúc. Thế nhưng, ở vòng đấu cuối cùng ngày hôm nay, các tuyển thủ của hội góp Thái Nguyên đã có cho mình 5 chiến thắng và chỉ để thua một trận duy nhất. Với điểm số này, đội tuyển Nam hội góp Thái Nguyên đã đứng đầu bảng xếp hạng ngày 2, đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 chung cuộc với tổng 9 điểm. Với lợi thế giành trọn 6 điểm cho ngày mở màn, đội tuyển Nam hội góp Hà Nội tiếp tục có một ngày thi đấu tốt ở vòng chung kết. Mặc dù không đạt điểm tuyệt đối, thế nhưng với 6 trận single match, các tuyển thủ của Hà Nội đã có 4 điểm ở 4 trận thắng của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Trỗi, Nguyễn Xuân Hồng và Bùi Mạnh Cường để nâng tổng điểm sau 2 ngày lên 10 điểm, đồng thời giành chức vô địch của giải. Thực ra thì lúc này thì đối với tôi cảm xúc nó rất là dâng trào, cũng như tôi đã nói ấy, là hội góp Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bao nhiêu năm nay thì toàn đi sắm cúp rất là đẹp cũng như là rất là nhiều để trao cho các thành viên cũng như là các câu lạc bộ. Thì năm nay thì được rất là vinh dự được tham dự cái giải gôn của Hiệp hội Nguyễn Văn Nam tổ chức tại Hải Phòng. Thì hội góp Hà Nội có dẫn đoàn hai đội, đội nam và đội nữ. Thật là vinh dự thì hai đội chúng tôi đã đạt được kết quả cao nhất. Thật sự là đây là một cái niềm tự hào cũng như là một cái thật sự là xứng đáng đối với tất cả các thành viên của hai đội nam và nữ. Đứng thứ ba là hội góp Hải Phòng với 8,5 điểm. Hội góp Bắc Giang về vị trí thứ tư với 7,5 điểm. Còn ở bảng nữ, đội tuyển hội góp Hà Nội cũng đã xuất sắc giành chức cúp vô địch trong lần đầu tổ chức. Đội tuyển nữ Hà Nội tiếp tục thể hiện sự bất bại của mình trong ngày thứ hai ra quân. Cả đội đã có cho mình 3 trận thắng và 1 trận hòa để mang về 3,5 điểm, nâng tổng số điểm sau 2 ngày thi đấu là 5,5. Đứng thứ hai là đội nữ Quảng Ninh với 5 điểm. Với việc lần đầu tiên có giải vô địch các hội góp ở khu phía Bắc, đã tập hợp được các hội góp lại với nhau, có thể cùng nhau tập luyện, thi đấu, cùng nhau tranh tài và cùng chia sẻ các cái định hướng để làm sao phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho góp cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng là qua giải vô địch các hội góp miền Bắc này, các hội góp ở khu vực phía Bắc sẽ tích cực tập luyện hơn, tích cực giao lưu nhiều hơn và có thể tự tổ chức các giải đấu tương tự ở các cấp độ khác nhau để làm sao chúng ta hướng đến thành công của mùa giải này, phải hướng đến những mùa giải tiếp theo, cũng như là chúc cho các hội góp ở khu phía Bắc sẽ có thành tích tốt khi tham gia thi đấu vào năm sau ở giải vô địch các hội góp toàn quốc. Giải vô địch các hội góp miền Bắc 2023 đã khép lại thành công. Một trong những món quà ý nghĩa nhất dành cho các đội có thành tích tốt đó là một suất tham dự giải vô địch các hội góp toàn quốc năm 2024, gồm 4 đội nam, hội góp Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang cùng 2 đội nữ của hội góp Hà Nội và Quảng Ninh.